Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi Phong thủy may mắn. Quý vị thân mến, việc thờ cúng thần tài ông địa là tín ngưỡng có từ lâu đời của người Việt, nhất là đối với những gia đình làm ăn buôn bán. Theo phong tục tập quán từ xưa cho đến nay thì mọi người, đặc biệt là người kinh doanh thường lập ban thờ thần tài và ông địa, thần đất, thổ địa để cầu mong có sự phù trợ của các vị thần trên con đường lập nghiệp mưu sinh, giúp mọi người làm ăn phát đạt, tấn tài tấn lộc. Đặc biệt là trong ngày Tết, việc thờ cúng thần tài ông địa lại càng trở nên quan trọng. Vậy, sắp xếp bài trí bàn thờ thần tài ông địa ra sao để hợp phong thủy, mang lại may mắn, tài lộc, sức khỏe trong năm mới? Mời quý vị cùng Phong thủy may mắn tìm hiểu những điều này ngay sau đây. Thần tài ông địa là một cặp hai ông thần được thờ trong một cái tủ thờ đặt ở dưới đất. Tủ thường làm bằng gỗ và có khi được tủ thờ thần tài ông địa đều đặt ở hướng thẳng ra phía cửa nhà, thường ở vị trí có vách dựa vào để tạo sự vững chắc cho tủ thờ cũng như là cho sự kinh doanh và cuộc sống của bạn. Người ta không chỉ cúng hai ông vào ngày Tết mà cúng quanh năm, nhất là những gia đình chuyên về buôn bán kinh doanh thì người ta tin rằng chỉ khi nào lo cho các vị thần này được chu đáo hàng ngày thì mới được các thần phù hộ, làm ăn thuận lợi, tiền vào như nước. Sáng sớm khi mở cửa bán hàng hoặc kinh doanh, người ta thường thắp hương cầu khấn thần tài phù hộ cho họ, mua may bán đắt, cúng cho ông địa một ly cà phê đi kèm theo một điếu thuốc để ông độ cho trông ấm ngoài êm, sơn son thiếp vàng phía trong khảm hoặc là dán bài vị của thần tài. Theo phong thủy học, thần tài ông địa là một cặp thờ. Tuy về hình chỉ có một ông địa và một thần tài, nhưng mỗi một vị như vậy là đại diện cho 5 người. Về thần tài có Hắc thần tài, Thanh thần tài, Bạch thần tài, Xích thần tài và Hoàng thần tài là vị chủ chốt. Còn ông địa cũng có 5 ông: Đông phương Thanh đế, Tây phương Bạch đế, Nam phương Xích đế, Bắc phương Hắc đế và Trung ương Huỳnh đế. Về hình thức bên ngoài thì ông địa thường bụng vệ, người trắng nõn để ngực trần, đầu quấn khăn, tay cầm quạt và hay có con cọp đi theo. Cần phân biệt ông địa của Việt Nam và Phật Di Lặc. Phật Di Lặc mang bao bố hay cười tươi, có đồng tử đi theo. Hình ảnh ông địa còn khá là quen thuộc trong đội múa lân. Ông địa thường có vai trò cản trở lân trong việc nhặt tiền thưởng hay là quà cúng của gia chủ. Thần tài thường tay cầm cục vàng, kim ngân lượng hoặc bạc, đội mũ não, trang phục nghiêm chỉnh hơn là ông địa. Nếu như thần tài người ta cúng hoa quả thì trái lại, thổ địa lại cúng chuối xiêm, thuốc lá hay là cúng ly cà phê. Thông thường, thần tài, người Hoa kính trọng và khấn vái nhiều thì trái lại người Việt Nam luôn luôn khấn vái ông địa. Vào ngày Tết thì vai trò của thần tài càng được xem trọng hơn, người ta lo trang hoàng nhà cửa, sửa soạn cho ông sạch sẽ. Nếu vị thần này đã quá cũ hay là bị hư thì sẽ thỉnh vị mới về, hoặc là bàn thờ cũ hay là bị hư cũng được thay thế bàn thờ mới. Họ tin rằng năm mới mọi thứ đều ngăn nắp và bàn thờ thần tài có sạch sẽ thì làm ăn mới phát tài. Khái quát cách bài trí bàn thờ thần tài. Trong cùng bàn thờ, dán trên vách là một tấm bài vị, sau lưng bàn thờ, thần tài cần phải là vách tường chắc chắn, không được trổ cửa sổ hay là đục lỗ, vì làm như vậy thần tài không tụ được. Trong những trường hợp không thể đặt bàn thờ dựa lưng vào tường do phải chọn hướng thì cần tạo vách để tránh góc nhọn sau lưng bàn thờ và giúp cho bàn thờ nằm vững chắc. Hai bên, bên trái nguyên tắc là từ ngoài nhìn vào là ông thần tài, bên phải là thổ địa. Ở giữa hai ông là một hũ gạo, một hũ muối và một hũ nước đầy. Ba hũ này chỉ đến cuối năm mới được thay. Giữa bàn thờ đặt một bát nhang và cần tránh động bát nhang khi lau chùi bàn thờ. Lọ hoa được đặt bên phải, đĩa trái cây bên trái, hoa cúng thần tài nên là hoa hồng, hoa cúc, hoa đồng tiền. Trái cây nên chọn ngũ quả. Xếp 5 chén nước thành hình chữ thập để tượng trưng cho ngũ phương và ngũ hành phát sinh, phát triển. Ông cóc để bên trái, sáng quay cóc ra, tối quay cóc vào. Ngoài cùng bên mặt đất nên chọn một cái bát hoặc là đĩa sâu sứ hoặc thủy tinh thật đẹp, đổ đầy nước và rắc những cánh hoa hồng trên mặt. Đĩa hoa này biểu trưng cho việc giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Trên lớp bàn thờ thần tài ông địa, người ta thường đặt tượng của Phật Di Lặc Vương hay là các câu chú, phan tự, tượng trưng cho cơ quan chủ quản các thần. Mục đích là để có sự quản lý, không cho các vị thần làm điều sai trái. Ông cóc, hình tượng rất là đặc trưng của văn hóa Việt. Để bên trái, quay cóc vào trong với mong muốn tiền của không bị trôi đi.
Trên thực tế thì có rất nhiều người quan niệm sáng quay cóc ra, tối quay cóc vào với ý niệm sáng cóc kiếm tiền, còn tối về nhà tiền cho gia chủ. Tuy nhiên điều này là hoàn toàn sai. Chúng ta không cần đặt cóc quay ra ngoài bởi thiềm thừ chỉ nhả tiền chứ không biết kiếm tiền. Việc kiếm tiền là của long quy, chính vì thế người ta đặt long quy quay ra ngoài, thiềm thừ quay vào trong thì mới là chuẩn nhất. Ngoài cùng trên mặt đất, các bạn nên chọn một cái tô sứ thật đẹp, nông lòng, đổ đầy nước và ngắt những bông hoa trải trên mặt nước làm minh đường tụ thủy, một cách giữ tiền bạc khỏi trôi đi. Trong miền Nam thì khi cúng thần tài ông địa thường cúng kèm theo một đĩa tỏi có 5 củ tươi nguyên đẹp hay nhiều khi là cả một bó tỏi. Họ cho rằng tỏi giúp cho ông địa có phương tiện để bài trừ các đạo trích vong binh, ám muội, vì người âm cũng có người tốt kẻ xấu, như thường, giống như cả người dư vậy. Ngoài ra thì họ dùng bó tỏi đó để phòng chống các tà sư làm ác, phá hoại bàn thờ nhà người ta bằng bùa ngải. Tỏi có tác dụng tránh được điều đó vì người luyện bùa ngải thường kiêng ăn ngũ vị tân, hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu. Bài trí bàn thờ thần tài đúng cách. Khi bài trí bàn thờ thần tài, các bạn cần phải làm đúng theo những chỉ dẫn để tránh những sai sót không đáng có, để có thể đón vận may vào nhà. Trên bàn thờ thần tài được dán một tấm bài vị và gia chủ nên nhớ. Sau đó phải là vách tường thật vững chắc, và một điều gia chủ nên lưu ý là không được đục lỗ hoặc là trổ cửa sổ, vì theo quan niệm phong thủy thì nó sẽ làm cho tài lộc không tụ lại được, sẽ bay ra ngoài hết. Và nếu bạn không thể tìm được một vách tường vững chắc hợp lý để đặt bàn thờ thì tốt nhất bạn tự tạo vách và tránh góc nhọn phải sau lưng bàn thờ. Vách được dựng lên phải thật vững chắc, cố định, tránh bị đổ ngã. Sau khi cố định vách xong thì tiếp theo là xác định được vị trí đặt hai vị thần này. Thần tài sẽ được đặt bên trái, ông địa đặt bên phải. Thường thì hai vị thần này luôn được thờ chung với nhau. Trên bàn thờ thần tài phải đặt 3 hũ đựng gạo, muối, nước đầy ở giữa hai ông và mỗi năm nên thay một lần vào dịp cận Tết. Đặt một bát nhang ngay giữa bàn thờ, không được làm động đến bát lư hương mỗi khi lau chùi bàn thờ, để cho mọi việc được may mắn và thuận lợi trong suốt cả năm. Ngoài những lưu ý trên thì cách đặt hoa và trái cây trên bàn thờ thần tài ông địa cũng cần phải được chú ý. Bên phải là nơi dùng đặt hoa, còn bên trái là đặt cây. Những loại trái cây của mâm ngũ quả hoặc là một nải chuối là thích hợp nhất và thường được các gia đình dùng để cúng thần tài. Tiếp theo là hoa, mọi người thường chọn hoa cúc, đồng tiền để cúng thần tài, và năm chén nước được xếp thành chữ thập với ý nghĩa phát triển ngũ hành ngũ sinh. Năm chén nước này phải được thay thường xuyên, tránh trường hợp để lâu ngày không dọn dẹp. Những loại quả thắp hương trên bàn thờ thần tài thổ địa để tài lộc vận may ùn ùn kéo đến. Quả lựu. Lựu có nhiều hạt, mọng nước, ngon ngọt nên nó tượng trưng cho khả năng sinh sản, được coi là biểu tượng hóa giải, thúc đẩy vận may về con cái. Trong phong thủy, với những cặp vợ chồng hiếm muộn, quả lựu được coi như là một loại nước có khả năng giúp vợ chồng mau chóng sinh con. Lựu cũng tượng trưng cho hạnh phúc trong gia đình, sự may mắn cho con cháu. Các chuyên gia tư vấn phong thủy thường tư vấn cho các cặp vợ chồng mới cưới ở Trung Quốc nên trưng bày các tác phẩm nghệ thuật gắn với hình ảnh quả lựu để thu hút sự may mắn và sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh. Nho. Trong phong thủy trái cây, nho tượng trưng cho sự phong phú, có nghĩa là một sự phong phú về của cải vật chất. Nho đại diện cho sự thành công đang hiện hữu trong gia đình bạn hoặc trong tương lai không xa. Vì vậy, các gia đình ở Trung Quốc, hình ảnh trái nho rất là phổ biến, đôi khi nho cũng được sử dụng như một biểu tượng phong thủy giúp hóa giải vì các vấn đề sinh con, cũng như là một phương thuốc hóa hung thành cát. Đào. Đào là một trong những biểu tượng trái cây phong thủy phổ biến nhất, nó là biểu tượng của sự bất tử. Đào cũng được biết đến trong phong thủy như một loại quả của thiên đường vì nó nổi bật trong nhiều truyền thuyết cổ đại. Kể về các vị thần bất tử, đào có liên quan đến sự giàu có, sức khỏe, sự phong phú và tuổi thọ. Trái đào cũng được biết đến như là một biểu tượng phong thủy của tình yêu và hôn nhân. Ở Trung Quốc, tình yêu may mắn thường được gọi là hoa đào may mắn.
cam. Sự phổ biến của trái cam trong các ứng dụng phong thủy truyền thống được giải thích bởi sự tươi mát cũng như là chất lượng của màu cam. Với biểu tượng của một loại quả trong phong thủy, người ta khuyên nên đặt chín trái cam trong phòng khách hoặc phòng bếp để gặp may mắn và thịnh vượng. Người ta tin rằng những trái cây có múi như cam, quýt, bưởi, chanh có thể xua đuổi xui xẻo nên nó thường được dùng trong các ứng dụng phong thủy truyền thống. Quả thanh long. Đây cũng là loại quả được sử dụng làm lễ vật dâng cúng cho thần linh mà nhiều gia đình lựa chọn, bởi thanh long mang ý nghĩa là dòng mây hội tụ và biểu trưng cho sự cát tường thịnh vượng. Ngay cả màu của loại quả này cũng mang đến sự tươi mới vui vẻ, nên khi dùng để thắp hương ngày rằm mùng 1, ngày Tết sẽ tốt cho gia đình. Quả đu đủ. Ngoài những loại trái cây trên thì đu đủ cũng giống như cái tên của nó, là sự biểu trưng cho thịnh vượng đủ đầy. Những gia đình muốn con cháu sum họp vui vẻ thì thường chọn quả đu đủ để làm lễ vật. Trên đây là những loại quả thường dùng để thắp hương ngày rằm mùng 1, ngày Tết đem lại may mắn. Quả Phật thủ. Trong những năm gần đây thì quả Phật thủ trở thành loại quả được nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn để thắp hương ngày rằm mùng 1, ngày Tết và các ngày lễ quan trọng khác. Quả Phật thủ thường được đặt ở trung tâm, nơi cao nhất trong mâm trái cây. Theo quan niệm xưa, Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm quyến rũ, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên ở lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Ngay cả cái tên gọi của loại trái cây này cũng thể hiện được sự nâng đỡ, che chở của Phật dành cho gia đình, giúp mang lại nhiều may mắn, bình an. Quả dứa. Quả dứa của miền Bắc hay còn được gọi là trái thơm của miền Nam. Người Việt khi chọn trái cây làm lễ vật dâng lên tổ tiên cũng rất chú trọng đến tên gọi của loại quả đó có ý nghĩa như thế nào. Chẳng hạn như trong tiếng Hán, dứa phát âm như may mắn đến theo cách của bạn. Vì thế dứa đã trở thành một biểu tượng phong thủy truyền thống cho sự giàu có và may mắn. Khi chuyển nhà, nó là một trong những loại trái cây cần thiết phải chuẩn bị, bởi khi đến một nơi ở mới, gia chủ sẽ mong có cuộc sống thêm nhiều may mắn, bình an cũng như là nhiều tài lộc hơn. Cách đặt chọn hướng bàn thờ thần tài. Nguyên tắc đặt bàn thờ thần tài ông địa là phải ở vị trí quan sát được hết sự ra vào của khách. Có hai hướng nên chú ý để chọn khi đặt bàn thờ. Một là theo hướng tốt của chủ nhà, hai là theo hướng đón khí lộc bên ngoài khi vào nhà. Vì vậy, khi đặt bàn thờ thần tài nên chọn lấy các cung thiên lộc quý nhân để có thể thu nhận được nhiều tài lộc cho cửa hàng kinh doanh. Cung thiên lộc. Thiên lộc là phương lâm quan của tuế can. Nhà có cửa chính nằm trong cung thiên lộc rất là tốt, may mắn. Bàn thờ thần tài nếu chọn cung thiên lộc sẽ mang lại những may mắn về tiền bạc, gia sản, thăng tiến, nhà cửa vượng. Không những thế, đặt bàn thờ thần tài nằm trong cung này sẽ khiến cho gia chủ cơ địa tốt tươi, thông minh, tuấn tú, khéo léo, tài năng kinh doanh giỏi, làm ăn tiến phát. Vì vậy, hướng thiên lộc được coi là hướng tốt nhất để đặt bàn thờ thần tài. Tuy nhiên thì trước khi chọn hướng an vị bàn thờ thần tài, bạn cũng nên quan tâm các hướng có sự ảnh hưởng của hướng có sao không vong tử tuyệt. Nếu gặp không vong tử tuyệt thì khí tán tài không tụ, có lộc cũng như là hợp. Nhiều người cho rằng hướng thiên lộc phạm các sao không vong tử tuyệt gọi là hướng tuyệt lộc, dù tài sản có như nước rồi cũng sẽ tiêu tan hết. Thứ hai là cung quý nhân. Quý nhân thiên ất là vị thần đứng đầu các thần, hết sức tĩnh mà có thể chế ngự được mọi chỗ động, chí tôn mà có thể chấn được phù trợ. Đặt bàn thờ thần tài vào cung quý nhân, gia đạo sẽ được bình an, hỷ khí đầy nhà, làm ăn buôn bán may mắn, có nhiều khách hàng thân thiết và nhiều người giúp đỡ, gặp sự hóa lành. Tuy nhiên nếu gặp không vong, tử tuyệt thì nguồn phúc giảm đi nhiều, hoặc nếu có nạn cũng khó tránh bởi nguồn cứu giải kém hiệu lực, người và gia súc bị tổn thất, kiện cáo, thị phi. Cung thiên lộc tại hướng đông nam, cung quý nhân tại hướng tây bắc, tuy nhiên phải sử dụng la bàn để xác định rõ hai cung này, tùy theo tuổi của gia chủ. Sau khi đặt bàn thờ thần tài ở các vị trí trên nên có sự chuẩn bị cẩn thận. Trước mặt bàn thờ phải quang đãng sạch sẽ. Bàn thờ thần tài tuy thờ dưới đất nhưng vị thần này rất thích thơm tho sạch sẽ, vì vậy nên thường xuyên lau dọn, xức nước thơm cho bàn thờ được thơm tho. Bàn thờ thần tài cần phải đặt tại vị trí quản được hết luồng vào và luồng ra của gia chủ và khách. Một trong những cách tốt nhất được nhiều người lựa chọn là đặt bàn thờ thần tài theo hướng thẳng hoặc chéo với cửa ra vào. Thần tài phải được đặt ở vị trí thuận lợi để đón khí mới tràn vào nhà và chuyển khí thành năng lượng thịnh,
luân chuyển trong nhà, từ đó có lợi cho gia chủ. Bàn thờ thần tài đặt ở nơi mà mọi người đều dễ dàng nhìn thấy và quan sát được. Dù đặt ở hướng nào thì nơi đặt bàn thờ thần tài cần phải sáng sủa, sạch sẽ, tốt nhất là đón nhận được ánh sáng tự nhiên, nếu tối thì cần thắp thêm đèn cho sáng. Bên cạnh bàn thờ có thể đặt chậu cây cảnh, loại mà quanh năm xanh tốt để làm tăng sinh khí. Chọn loại cây được trồng trong đất, không được chọn loại cây được trồng trong nước. Bàn làm việc của gia chủ hoặc là bàn tiếp khách có thể đặt theo phương vị thần tài, mục đích là để chủ và khách gần hơn, thấm nhuần nguồn tài khí. Quý vị thân mến, dù có sắp xếp bàn thờ thần tài thổ địa như thế nào thì cũng cần phải đúng theo nguyên tắc phong thủy để gia chủ rước tài lộc may mắn vào nhà, năm mới được an khang thịnh vượng. Thế nhưng các cụ ta xưa nay vẫn có câu Phật ở tại tâm, bởi thế cho nên gia chủ nếu bài trí bàn thờ đúng phong thủy nhưng không có lòng thành tâm thành kính thì ắt thần linh sẽ không phù hộ độ trợ cho mình. Bởi thế cho nên phong thủy may mắn khuyên bạn nên bày tỏ lòng thành kính thực tâm để có được sự phù trợ của thần linh. Hy vọng rằng những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp cho các bạn mở mang thêm kiến thức về phong thủy. Chúc quý vị một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an và nhiều may mắn. Đừng quên đăng ký và bấm theo dõi kênh YouTube của chúng tôi để liên tục cập nhật những video mới nhất.